Hi, xin chào các bạn, và mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay các bạn khi nhận được cái thông tin rất là đặc biệt là chiếc xe A35 AMG này được điều chỉnh cái mức giá từ 2 tỷ 429 triệu nay chỉ còn 1 tỷ 818 triệu. Wow bạn, một cái mức giá mà có thể nói thật sự rất là tốt cho một cái mẫu xe nhập khẩu và một cái mẫu xe AMG thường chủng luôn các bạn. Đó, và thật sự với chiếc xe A35 AMG này, và đã rất là lâu rồi bên Duy mới có về xe. Đó, nếu các anh chị các bạn nào mà đang quan tâm tới cái mẫu xe này thì đây là một cái cơ hội thật sự đang rất là tốt luôn các bạn. Đó, và chiếc xe A35 AMG này, đây là một cái chiếc xe nhỏ gọn rất là phù hợp cho các anh chị và các bạn trẻ khi mà chúng ta cần di chuyển trong thành phố ha. Và đây là một cái mẫu xe rất là cá tính và rất là phong cách luôn các bạn nha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy ha xem lại thật kỹ cái chiếc xe A35 AMG này. Khi mà nhìn cái chiếc xe này ở bên ngoài các bạn rất là đẹp, các bạn rất là dễ thương luôn. Một cái chiếc xe mà có thể nói là Duy nghĩ là các bạn trẻ hoặc là các chị, các bạn khi mà nhìn cái chiếc xe này ở bên ngoài bảo đảm rất là thích luôn. Và các anh mà đang muốn mua cho chị nhà mình các bạn một cái chiếc xe mà để cho chị đi làm hàng ngày ha, hoặc là cho chị đi rước các bạn nhỏ ha, thì có thể đây là một cái chiếc xe mà rất là đáng cân nhắc các anh chị. Đó, bởi vì là một cái chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn luôn, và một cái chiếc xe rất là phong cách, rất là ít đụng hàng luôn các bạn, nhưng có một cái mức giá là chỉ hơn 1 tỷ 8 một chút xíu thôi các bạn ha. Đó, về phần đầu xe thì các bạn, đây là một cái thiết kế rất là đặc trưng của những cái mẫu xe AMG. Ở đây sẽ có một cái lưới tản nhiệt các bạn, hai thanh kép ha, và ở đây sẽ có một cái logo AMG. Và cái thanh kép này là các bạn được trang bị bằng một cái chất liệu chrome M ha. Khi mà nhìn bên ngoài các bạn sẽ thấy nó rất là thể thao, rất là đẹp ha. Đó, về phần đèn xe thì đây là đèn LED High Performance, một cái đèn được thiết kế rất là cá tính nè các bạn. Thì các bạn sẽ bắt gặp là những cái mẫu xe thể thao gần đây của Mercedes-Benz các bạn thì sẽ được cái thiết kế là cái đèn nó sẽ nhỏ ha và kéo dài như thế này. Đó, và cái đèn này các bạn sẽ hình dung rất là giống trên cái mẫu xe SL43 AMG ha. Còn với đối với cái khu vực cản dưới này các bạn thì đây là cũng là một cái thiết kế đặc trưng của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy là có những cái hốc gió ha, nhìn nó rất là thể thao, rất là đẹp ha các bạn ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông của chiếc xe A35 AMG này một chút xíu nha các bạn. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái phần bộ mâm của chiếc xe này nó rất là đẹp luôn ha. Và so với bộ mâm của C300 AMG thì Duy sẽ thích cái bộ mâm này hơn rất là nhiều. À, một điều nữa các bạn, khi nói với chiếc xe C300 AMG các bạn thì hầu như đây là cái chiếc xe mà bên Duy bán được rất là nhiều luôn ha, bởi vì là nó có mức giá là trên 2 tỷ đồng. Nhưng đối với cái chiếc xe A35 AMG nè bạn, lúc mà khởi điểm cái chiếc xe này mới đem về Việt Nam bạn thì cái giá bán nó khoảng hơn 2 tỷ tư luôn. Nhưng bây giờ cái chiếc xe nó A35 này chỉ được điều chỉnh về tương đương với cái giá của một chiếc C200 Avantgarde Plus thôi. Cho nên là đây là một cái chiếc xe, nếu mà các anh chị và bạn nào đang quan tâm tới C300 AMG hoặc là C200 Avantgarde Plus bạn, thì đây có thể là một mẫu xe mà cho anh chị có thể là tham khảo thêm ha. Ok, các bạn sẽ thấy là bộ mâm của A35 AMG là bộ mâm của AMG chính gốc luôn các bạn nha, và được thiết kế nhìn rất là thể thao. Và một điều nữa các bạn, bởi vì đây là một cái chiếc xe AMG cho nên sẽ được trang bị một cái bộ phanh cũng AMG luôn. Và cái bộ phanh này thì các bạn sẽ thấy là có cái logo của AMG trên này, và nó sẽ to gấp đôi hơn so với lại bộ phanh thông thường. Và đĩa phanh cũng vậy các bạn, sẽ to hơn và có đục lỗ ha. Và A35 AMG được trang bị cái bộ lớp là 235/35R19, cái bộ mâm xe 19 inch các bạn nha. Cho nên là các bạn thấy cái mâm rất rất là to ha. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái logo là Turbo 4MATIC, đồng nghĩa với việc A35 AMG của chúng ta được trang bị cái hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian các bạn nha. Mặc dù các bạn thấy đây là một chiếc xe rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn, nhưng được trang bị hệ thống vận hành 4MATIC và hệ thống turbo tăng áp các bạn. Chiếc xe này rất là mạnh nha các bạn. Một lát nữa Duy sẽ mời các bạn xem cái phần động cơ này thì các bạn có thể thấy thích thú hơn rất là nhiều ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái cụm gương nó sẽ được bắt ở trên cái cửa, thay vì sẽ bắt được ngay cái khu vực chữ A này. Nhưng ha, đối với những cái chiếc xe thể thao của Mercedes-Benz gần đây các bạn, thì cho một cái kính sẽ được bắt trên cái cửa như vậy, thì khi mà chúng ta nhìn từ bên hông như thế này thì chúng ta sẽ thấy là cái xe của chúng ta nó đẹp ha, hấp dẫn hơn rất là nhiều. Cũng như là khi mà chúng ta lái các bạn sẽ thấy khu vực này nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều ha. Tiếp theo nữa các bạn, khi mà Duy mở cái cửa của chiếc A35 AMG này thì mình thấy một điều là nó rất là khác so với những cái dòng xe C-Class. Cái cảm giác mở cửa các bạn và cách đóng cửa các bạn nó rất là khác ha. Như cảm giác là một điều nó rất là chắc chắn luôn, nó rất là chắc chắn luôn các bạn.
Có thể là đây là một cái vật liệu khác so với là cái dòng xe C-Class hoặc là dòng xe GLC. Ok, tiếp theo nữa là Di sẽ mời các bạn xem cái phần thông số của bánh sau ha. Thông số bánh sau cũng là 235/35R19, có nghĩa là bánh trước và bánh sau của hai chiếc xe này nó cùng kích thước luôn các bạn. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu nè, thì các bạn sẽ thấy cái phần đuôi xe của A35 AMG này thật sự là rất là dễ thương, rất là đẹp luôn các bạn ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cánh lướt gió ha, nhỏ nhắn xinh xắn thôi, nhưng mà làm cho cái phần đuôi xe này ha, nhìn nó rất là khác so với là nếu mà chúng ta sẽ không có trang bị cái cánh lướt gió này các bạn. Di nghĩ là đây là một cái chi tiết về khí động học, nhưng mà đối với chiếc xe A35 này là một cái yếu tố về thẩm mỹ ha, nó rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy là logo AMG ở khu vực này, còn bên này là A35. Thì đối với những cái chiếc xe mà AMG thường chủng các bạn, thì các bạn sẽ thấy lúc nào cái logo AMG nó cũng sẽ nằm ở phía bên trái thay vì là bên phải so với những dòng xe AMG Line ha. Đó, đèn xe thì các bạn sẽ thấy nè, được thiết kế là tách đôi ra ha. Ok, bây giờ Di sẽ mở cái cốp ra cho các bạn xem. Và đây là cốp xe của chiếc xe A35 AMG này. Thì các bạn sẽ thấy là cốp xe là rộng rãi các bạn. Thì Di nghĩ là với cái cốp này thì có thể được 3 cái vali ha, đó, cho những cái chuyến hành trình của chúng ta ha. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái bộ thảm, cũng là thảm của AMG nè, các bạn thấy không? Đó, có thảm AMG ở đây. Sách hướng dẫn sử dụng nè, túi y tế cũng như là các sách vở để theo xe của chiếc xe này. Bây giờ Di sẽ mở cái cốp dưới lên cho bạn xem. Đối với A35 AMG các bạn thì sẽ không có trang bị lớp xe dự phòng, cho nên là các bạn sẽ thấy ở đây nè, có một cái bình hóa chất để mà chúng ta vá xe nè, một cái bơm điện nè, và cái khu vực này nè các bạn thấy không, nó có một cái clo sub nè ha, và cả cái khu vực này luôn nè các bạn. Đó, cho nên là khi mà chúng ta mở cái phần âm thanh của cái A35 AMG này bạn, thì các bạn sẽ thấy là có một cái tiếng bass rất là sâu, nó nằm ở phía sau này ha, rất là sướng là các bạn nha. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy là A35 AMG của chúng ta được trang bị là bô đơn đối xứng hai bên. Và một điều nữa các bạn sẽ thấy ở những cái khu vực này nó sẽ có những cái cánh để phết tán gió nè các bạn, nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Và cái cánh phết tán gió này đó, đây là một cái chi tiết khí động học của chiếc xe các bạn nha. Ở đây cũng vậy các bạn sẽ thấy nè, sẽ có một cái chi tiết cắt ở đây, bởi vì là xe của chúng ta được trang bị cái body kit của AMG ha, nhìn nó rất là đẹp, rất là dễ thương các bạn ha. Ok, và một điểm nữa các bạn, thì A35 AMG nó sẽ khác với dòng xe C-Class, khác với dòng xe GLC là nắp xăng của chúng ta sẽ được trang bị ở đây ha, thay vì là ở phía bên kia. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc xe A35 AMG này. Khi mà ngồi vào cái vị trí này các bạn, thì Di thấy và rất là thích luôn các bạn nha, bởi vì là A35 AMG của chúng ta được trang bị một cái vô lăng thể thao của AMG, thật sự các bạn rất là cảm xúc luôn. Đó, các bạn thấy nè, khi mà nhìn vào cái vô lăng này thì Di nghĩ là các bạn nào mê xe, mê lái xe ha, đều phải rất là thích cái vô lăng này. Đó, và đây là một cái vô lăng AMG chính gốc luôn các bạn nha, bởi vì là các bạn sẽ thấy là ở trên này nè, có những cái núm để chúng ta điều khiển các chế độ lái của xe nè. Đó, các bạn thấy không, bây giờ Di chuyển sang chế độ lái thể thao cộng, cho nên là các bạn nghe cái tiếng động cơ nó sẽ gầm gừ hơn một chút xíu ha. Đó, bình thường thì chúng ta sẽ lái ở chế độ là comfort nè. Đó, âm thanh bắt đầu là nó sẽ dịu lại ha. Đó, rất là thích các bạn. Tiếp theo nữa thì khu vực bên này thì những cái núm để chúng ta, những cái nút bấm các bạn, để chúng ta điều chỉnh những cái chế độ khác ha. Nào là chế độ AMG Dynamic nè, chế độ lái M hoặc là chế độ lái tự động ha. Đó, với tính năng này Di nghĩ là các anh chị các bạn ha, cứ đến showroom bên Di để trải nghiệm cái phần vô lăng này nha. Đó, và vô lăng của chúng ta các bạn là vô lăng gấp khúc luôn, rất là nhiều cái đoạn gấp khúc. Các bạn sẽ thấy khu vực này nó không có tròn ha, cũng gấp khúc chỗ này, chỗ này cũng vậy ha. Đó, và vô lăng của chúng ta được viền cái chỉ màu đỏ, cũng như là có một cái đường màu đỏ chỗ này ha, nhìn rất là giống như những cái chiếc xe đua luôn. Đó, và vô lăng của chúng ta được trang bị hai cái lẫy chuyển số ở phía sau nè các bạn. Và hai cái lẫy chuyển số này nó sẽ to hơn rất là nhiều so với là những cái chiếc xe Mercedes-Benz thông thường các bạn ha. Đó, và tiếp theo nữa các bạn là Di rất là thích ở cái khu vực táp lô này. Khu vực táp lô của A35 AMG này thật sự nó thiết kế rất là gọn gàng và rất là thể thao luôn các bạn. Khi mà nhìn vào các bạn thì Di đập vào mắt Di ngay là đó chính là ba cái phần hốc gió của máy lạnh này các bạn ha. Nhìn vào giống như là cái tuabin của máy bay các bạn. Và màn hình của xe các bạn làm phần màn hình cảm ứng 10.25 inch thôi các bạn. Nó sẽ được thiết kế rất là vừa vặn thôi các bạn, nhìn nó sẽ không có to giống như những cái mẫu xe khác, nhưng mà đối với cái khu vực táp lô này thì đối với cái màn hình này Di thấy nó rất là cân đối, rất là cân xứng luôn các bạn ha, tỷ lệ rất là đẹp luôn. Đó, khu vực này thì các bạn sẽ thấy là một cái chi tiết là ốp bằng da Artico các bạn, thay vì là ốp gỗ giống như mẫu xe khác á, thì đây là cái dòng xe thể thao cho nên là sẽ được thiết kế ốp bằng da luôn. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là một cái chất liệu giống như là da lộn, mình Di gọi là Dynamica các bạn ha. Một cái táp lô được thiết kế rất là gọn gàng với tỷ lệ rất là đẹp. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là những cái nút bấm để chúng ta điều chỉnh cái máy lạnh này các bạn ha.
bằng những cái nút bấm giống như những cái phím đàn piano ha. Đây là một cái thiết kế mà Duy thấy là rất là nhiều những anh chị khách hàng thích cái phần thiết kế này, thay vì là đối với những cái chiếc xe C-Class hoặc là GLC bây giờ tất cả mọi thứ các bạn, hoặc là những cái phím điều chỉnh máy lạnh này bây giờ nó được tích hợp luôn ở trên cái màn hình cảm ứng rồi. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái ghế của xe A35 AMG này được thiết kế bằng một cái chất liệu các bạn là da Artico cũng như là da Dynamica và có viền chỉ đỏ luôn ha. Nhìn nó rất là thể thao, nhìn vào là các bạn sẽ biết đây là một cái mẫu xe thể thao ha, coi như là đặc trưng rồi ha. Dây beo của A35 AMG này cũng là một cái dây beo màu đỏ ha, nhìn nó rất là ngầu luôn. Đó, thực sự các bạn trẻ ha, hoặc là các bạn ha, các anh chị mà muốn mua một cái chiếc xe này để cho chúng ta sử dụng hàng ngày trong thành phố các bạn, thì đây là một mẫu xe rất là đáng để mà các anh chị các bạn tham khảo các bạn ha. Và một điều nữa các bạn, đây là một cái chiếc xe được sản xuất từ Đức luôn nè các bạn thấy không? Made in Germany nè. Đây, nhập khẩu từ Đức luôn mà có một cái mức giá chỉ hơn 1,8 tỷ thôi, thì đây là một cái chiếc xe thật sự rất là đáng quan tâm luôn các bạn. Thật sự rất là tuyệt vời luôn ha. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một cái touchpad để chúng ta có thể là điều khiển cái màn hình 10.25 inch này nè ha. Chế độ lái của xe chúng ta vẫn có thể điều chỉnh ở khu vực này hoặc là kể cả ở trên vô lăng. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy còn có những cái nút bấm như là volume nè, navi nè các bạn, là bản đồ ha, rồi radio nè, telephone nè. Rất là nhiều những cái nút bấm ở khu vực này. Ngoài ra thì có một cái nút bấm các bạn để giúp chiếc xe của chúng ta chuyển từ cái chế độ lái tự động sang chế độ lái bằng tay luôn các bạn nha. Đó là chữ M ở khu vực này. Đó, khi mà Duy bấm vào cái khu vực M này các bạn, thì các bạn sẽ thấy là trên màn hình nó sẽ hiện lên chế độ manual nè. Đó, và lúc này các bạn sẽ không có chạy số bằng tự động nữa, mà là chúng ta có thể là tự điều khiển số luôn. Nó giống như là một chiếc xe đua thực thụ luôn các bạn nha. Đó, và bên này là tăng số và bên này là giảm số các bạn. Thì đối với các anh chị nào mà đam mê lái xe thì rất là thích lái chế độ này luôn, sẽ không thích lái chế độ lái mà tự động của cái xe đâu. Nhưng mà đối với những ta lái thật sự rất là rồ, rất là chuyên nghiệp các bạn. Còn Duy thì Duy chỉ lái ở chế độ tự động bình thường thôi ha. Ngoài ra thì chỗ này thì các bạn sẽ thấy là vẫn có hai cái chỗ để chúng ta để ly ha, để điện thoại ở đây ha. Bình thường thì có thể là kéo lại. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang sau để chúng ta trải nghiệm xem cái A35 AMG này nó có rộng rãi hay không các bạn nha. Với cái chiều dài chỉ chưa tới 4m6 các bạn, nhưng mà chiếc xe A35 AMG này có một cái khoang sau Duy cảm thấy ngồi nó rất là thoải mái luôn các bạn. Và đối với cái ghế của chiếc xe A35 AMG ở phía sau này, thì Duy cảm thấy là một điều là cái ghế nó sẽ được thiết kế rất là to ở khu vực này luôn các bạn. Rất là to luôn các bạn nha. Và cái ghế của chúng ta các bạn thấy không, nó được thiết kế giống như là chúng ta ngồi vào là nó sẽ hít cái người của chúng ta vào cái ghế này các bạn nè. Các bạn thấy không, khu vực này nó được thiết kế cao lên nè, đó, và sẽ trũng xuống nè. Đó, và cái ghế của chúng ta nó sẽ thiết kế hơi bằng ở cái khu vực này, chứ nó sẽ không thiết kế dốc các bạn nha. Cho nên là một điều khi mà Duy ngồi ở cái vị trí ghế này thì Duy cảm thấy là nó sẽ rộng rãi và cảm thấy là nó rất là thoải mái luôn. Đó, bởi vì đây là một cái chiếc xe thể thao các bạn, cho nên ở khu vực sau này thì Duy cảm thấy là nó sẽ không có trang bị quá nhiều những cái tiện nghi. Chẳng hạn như là ở phía sau này các bạn sẽ thấy vẫn có một cái núm để chúng ta điều chỉnh cái khe gió máy lạnh thôi, chứ sẽ không có cái tính năng điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh ở phía sau này, cũng như là chỉ trang bị một cái USB Type-C để cho chúng ta sạc điện thoại ở phía sau này thôi các bạn nha. Và đối với cái A35 AMG này vẫn được trang bị cái chỗ tựa tay cũng như là hai cái chỗ để chúng ta để hai cái chai nước các bạn ha. Như vậy là Duy thấy là rất là đủ rồi ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn ra phía trước để chúng ta cùng xem cái phần động cơ của chiếc xe A35 AMG này nha. Và đây là một cái phần động cơ rất là cảm xúc của chiếc xe A35 AMG nè. Các bạn sẽ thấy là logo AMG rất là to ở trên máy nè các bạn thấy không? Cũng như là một cái turbo tăng áp rất là to ở khu vực này. Đó, và đối với A35 AMG các bạn thì các bạn sẽ thấy nó sẽ khác so với dòng C-Class, là động cơ chúng ta sẽ đặt ngang và hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian ha. Và A35 AMG này được trang bị một động cơ là 2.0 lít nhưng công suất lên đến là 306 mã lực, kết hợp với một cái hộp số tự động ha, 7 cấp của AMG nữa, cho nên là giúp các chiếc xe A35 AMG này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 4,8 giây thôi ha. Thật sự nha các anh chị các bạn nào mà mê lái xe hoặc là đam mê những cái mẫu xe của AMG thì A35 AMG này đây là một cái chiếc xe mà Duy nghĩ là các anh chị nên quan tâm ha. Thay vì là khi mà chúng ta chọn một cái chiếc xe C-Class hoặc là C200 Avantgarde hoặc là C300 AMG thì các anh chị cứ đến xem cái chiếc xe A35 AMG này rồi các anh chị hãy quyết định ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ khác so với những cái mẫu xe
khác của Mercedes-Benz là các bạn sẽ thấy ở trên này là thay vì là chúng ta sẽ có những cái tấm để chúng ta cách nhiệt các bạn nha. Nhưng đối với cái động cơ của A35 AMG này, nhà sản xuất muốn là chiếc xe nó sẽ thoát nhiệt ra bên ngoài tốt hơn, cho nên là các bạn sẽ thấy ở khu vực này không được trang bị những cái tấm cách nhiệt các bạn ha. Và đây là A35 AMG với một giá là 1 tỷ 818 triệu cho một cái chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn của một chiếc xe AMG thực thụ luôn, thì thực sự đây là một cái chiếc xe rất là đáng quan tâm các bạn nha. Nếu các anh chị các bạn nào đang quan tâm tới cái mẫu xe A35 AMG này thì hiện tại Benji đang có cái mẫu xe ở showroom, cũng như là các anh chị các bạn đang muốn quan tâm và trải nghiệm cái mẫu xe này thì cứ đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.